thời gian qua trường mầm non dĩnh tế đã triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Trường mầm non Vĩnh Tế hiện có 205 trẻ với 7 lớp cùng với nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm được nhà trường triển khai tích cực, hiệu quả. Nhà trường đã thường xuyên xây dựng kế hoạch giáo dục hướng tới nhiều đối tượng phù hợp nhu cầu, sở thích và năng lực của trẻ, trong đó Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức một cách thụ động, còn tạo ra các điều kiện, các cơ hội để trẻ em được chủ động sáng tạo, tự tích lũy kiến thức và kỹ năng sống. Quá trình triển khai dạy học lấy trẻ làm trung tâm không chỉ giúp trẻ được khám phá, trải nghiệm nhiều hoạt động học tập, vui chơi phong phú, thú vị mà còn tạo cơ hội, điều kiện phát triển khả năng tư duy, giao tiếp và vốn ngôn ngữ cũng như ý thức làm việc nhóm trường mầm non dĩnh tế đã tập trung bồi dưỡng giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực bằng nhiều hình thức lồng ghép việc bồi dưỡng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn trao đổi bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin giáo viên nhà trường tích cực sáng tạo trong thiết kế đồ dùng đồ chơi phù hợp linh hoạt có tính mở để trẻ dễ dàng sử dụng trải nghiệm có nhiều cơ hội tham gia trực tiếp các hoạt động học chơi khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau giúp trẻ phát triển toàn diện